tiếp tục về được 60 đôi, hơn 60 đôi BMW 350V cho bác nhé. Hơn 60 đôi các bạn. Hơn 60 đôi. Thì em cứ bóc dần dần cho các bác. Đối với dòng loa BMW đây, nó là loại này đây. Chính nó đấy. BMW 350. 350 này. BMW 350 công suất 300W một loa, chở khoảng 8 ohm, hàng made in Japan. Thì báo cáo các bác là cái tháng 7 này, em đã báo rồi mà. Hôm qua hôm kia thì em lấy một số cái lô loa, có cái loa loa trước lô trước ấy, để em lấy lại em chọn, em bán cho các bác 3 triệu 3, 3 triệu 6, 3 triệu 3, 3 gì. Lô này em Tuấn báo cáo các bác nhé, bác nào nhanh tay thì đặt thì kịp, thế thôi. Em Tuấn chỉ bán trong một vài ngày cho nó hết 60 đôi luôn đấy, 60 đôi bác nhé. Bác nào nhanh tay thì chốt, thế thôi, hàng hàng em Tuấn bao hoạt động bình thường. Sau đây em sẽ khui, bóc bất kỳ lấy một kiện, có nghĩa là hàng tất cả bao hoạt động bình thường cho bác, BMW, để cho bác mức giá thấp nhất 2 triệu 9 một đôi nhé, 2 triệu 9. Đấy. Em báo cho các bác biết là đến giờ này thì các bác ơi, các bác tung hoành hộ em đi. Em báo cáo bác là bác nào theo dõi kênh của em Tuấn thì biết rồi đấy, không bao giờ có chuyện giá lên, chỉ có giá xuống. Em báo cho bác, tung hoành cho bác mức giá xuống. Cái BMW này là 3 triệu 6 từ lúc tháng 6 mà, tháng 5, tháng 6. Em đã giảm 3 triệu 3 rồi mà đến giờ này. Em nhập lô này em nhập được nhiều. Càng nhiều thì em nhập càng nhiều, số lượng càng nhiều thì được. Các bác được hưởng càng rẻ. Thật ra là các bác không biết được giá em nhập nhiều nó rẻ được bao nhiêu đâu, nhưng mà em nhập nhiều nó rẻ thì em bán cho bác rẻ. Được chưa? Bác thấy em nói luôn rồi mà. Chưa bao giờ em tăng giá, hầu như các bác được hưởng lại giảm giá. Chứ chưa bao giờ bác thấy thật sự. Em đây. Đây. BMW 350V bác nhé. Tất cả đều là 350V hết. Được chưa? 350V hết. Và cái mức giá này báo cáo các bác là mới mức giá này nhé. Mức giá này các bác sẽ được hưởng ưu đãi từ ngày mai. Bác nào chốt cho em Tuấn nha đây. Bác nhìn nhá, em Tuấn bóc này, BMW 350V, hàng xịn cho bác nhé. Như hôm nọ ấy, hôm trước em bán 3 triệu 6, 3 triệu 3 hàng chọn. Các bác ấy đã bảo mẹ hàng đểu, làm em cáo em phải khui hàng ra đây. Nói thật ra là hôm đấy em phải cáo em phải khui hàng cho các bác xem em đểu hay không đều. Bởi vì là thật ra những đôi loa này thì cách đây khoảng 3-4 năm về trước các bác mua thì đúng là nó toàn 5-6 củ thật. Nó toàn 5-6 củ. Các bác thông cảm nhá, có con còn tem, có con nó không còn tem, nó rơi tem nhé. Rơi tem. Đấy em phải nói luôn, có con nó còn tem em để. Thật ra là quan trọng nhất là cái củ loa. Củ và bát đều là hàng, tất cả củ bát của cái tem này này. Thì báo cáo các bác là nhiều con nó rơi mất tem rồi. Rơi mất tem này. Đấy, như con này thì còn tem này. Đây này, các bác nhìn này. Nên là báo cáo các bác là em để cái giá đấy. Bác nào còn, con nào có tem thì bác nhận có tem, mà không có tem thì thông cảm nhá. Nó rơi đây, như đây, nó còn tem đây. Nhưng con bên này thì nó rơi mất rồi. Đấy, nó vẫn là một đôi đấy chẳng hạn. Thì em Tuấn phải nói luôn như thế. Còn hàng bao tình trạng hoạt động tốt cho các bác. Đây, ví dụ BMW CS 350V, chở kháng 8 ohm công suất 300W, hàng made in Japan. Em Tuấn để cho các bác mức giá sập sàn cho ngày hôm nay nhé, sập sàn nhé. 2 triệu 9 một đôi nhé, 2 triệu 9 một đôi tháng này. Báo cáo bác là 2 triệu 9 một đôi, ok chưa các bác? Bác nào nhanh tay thì bắt nhé, 300W một chiếc, 600W một đôi. Dòng này mà hát karaoke thì khỏi nghĩ rồi. Dòng này thì đang trên kênh nhé, đang bán cho bác là 3 triệu 6 với 3 triệu 3 đấy. Là những hàng chọn ngày hàng ngày đấy. Hôm nay hàng này em đang về lô này được hơn 60 đôi. Nếu mà được về tất, nếu cái bác kia bác không lấy nữa thì trọn vẹn được hơn 100 đôi nữa thì các bác thoải mái. Nhưng mà em nói thật là hơn 100 đôi với giá này, các bác làm nhanh thì kịp. Bởi vì là có những bác lấy đến chục đôi, mười mấy đôi cơ. Bởi vì kênh của em là có nhiều bác lấy buôn nhá, nhiều bác lấy hàng để bán. 2 triệu 9 một đôi, bao hoạt động bình thường, ok chưa? Cước các bác phải giả. Từ trước đến giờ em Tuấn chưa bao cước ai, nói thế cho nó nhanh. Nên là nhiều bác, còn hàng các bác cứ nhận hàng đi, về bác thử, không may nó lỗi em Tuấn đổi cho, không phải lăn tăn đâu. Nhiều lúc bưu điện đến ship thì bắt người ta thử, bắt người ta mổ, không phải lo. Em bán hàng có trách nhiệm của em, tiếng của em. Nói thật là vỗ vai nói với nhau vài câu nó sướng lắm các bác, không nhất thiết là phải làm khó đâu. Em đã nói rồi, có nhiều bác ấy, em còn nhắn tin cho bà, em nhắn tin làm tin cho bác này là hàng bác cứ nhận đi, rơi vỡ thì bác đừng nhận, còn lành lặn bác nhận cho em, lỗi em đổi cho bác 100%. Thế mà vẫn cứ hành bưu điện không thèm nhận. Đến là những người đấy là em vái luôn. Và những người đấy thì em nói thật một câu là em sẽ chặn số vĩnh viễn, không thể em bán. Vì báo cáo bác là ăn bao nhiêu cũng hết nhé.
bên em đã nhắn tin nhắn để làm tin cho các bác như vậy các bác không? Đây loa thì báo cáo bác là bao chất đẹp cho bác. BMW xịn nha. BMW 350 xịn luôn. Xịn hết các bác nha. Mức giá 2,9 triệu. Ok chưa các bác? Các bác cứ dần dần thưởng thức đi. Ok nhá. Em Tuấn chào các bác. Em Tuấn chào các bác nhá. Hôm nay ngoài đường nó hầm một chút. Nhưng hàng về cái nào thì em lại khui hàng để chào giá cho các bác luôn. Về được cái gì thì lại đăng cho các bác luôn ạ. Này thứ nhất xem nào. Đợi em một chút nhé. Em giới thiệu đây, lọ bình đây. Đây rồi. Đấy, bắt đầu từ lọ lọc bình này. Đây là lọ lọc bình, em cho nó xa xa chút để cho các bác nhìn nó dễ. Lọ lọc bình này là lọ long phụng đó nhé. Đây là hình con long này, được đỡ đúc nổi này, bằng đồng hết nhé, bằng đồng ạ. Long phụng này, nổi. Đôi bình long phụng này có chiều cao nó tầm khoảng 23-25. Đấy. Đây là con phụng này, phụng. Đôi bình long phụng nhé. Đôi bình này trang trí lên bàn, lên kệ, các thứ rất là đẹp luôn. Được đúc bằng đồng hết, bằng đồng ạ. Tất cả đều bằng đồng nhé. Đồng rất là dày luôn, bác nhìn này. Mấy cân đồng luôn. Đấy. Một đôi bình như này, một combo bình như này, em xếp số thứ tư là số 1. Có mức giá là 2,9 triệu. Chắc là 2,9 triệu, chắc các bác chỉ được cái công đúc nhé. Đấy. Những bình đồng xưa sướng không. Đây là đôi bình long phụng. Em nhớ năm ngoái có một số lô đồng kiểu này nó toàn 3 triệu, 3-4 triệu. Được chưa? Đây là đắp nổi nhá, vân nổi hết nhá, tất cả nổi, cả phân đến phân rưỡi luôn này. Đôi bình long phụng số 1 giá 2,9 triệu ạ. 2,9 triệu đôi số 1 các bác nhé. 2,9 triệu, tất cả được bằng đồng ạ, tất cả đều là bằng đồng các nhé. Bằng đồng đây. Long phụng họa tiết đây. Đấy. Long phụng này. Long phụng này. Đôi này, một đôi 2,9 triệu, 2,9 triệu một đôi này. Đôi số 1 này. Tiếp theo đến bức bát mã. Bức bát mã bác ơi. Đây là bức bát mã nhé. Bức bát mã số 2 giá 2,8 triệu. Này, bát mã ở trên đây là cái gì đây? Đây là Vạn Lý Trường Thành hay là cái gì đây? 8 con ngựa cho đôi 4, 6, 8 con ngựa. Bằng đồng hết. Bức này rất nặng, bức này chắc phải 5-6 cân. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết. À, phía sau là quạt nhá, hình giải quạt này, bằng đồng. Đấy. Cái này năm ngoái trên kênh của em có rồi đấy, cho bác đấy, bằng đồng. Bát mã đây bạn. Đối với lại con bát mã này có kích thước chiều ngang nó 30. Chiều cao tầm hơn 20. Đấy. Bằng đồng hết. Con này nguyên bán đồng như nào. 5 cân 53 15, con này phải nguyên tiền đồng nó gần 2 triệu chứ. Bán đồng ấy, đồng bây giờ 30 mà. Đây. Số thứ tự là số 2 giá 2,8 triệu. Bát mã. Tất cả đều lúc bằng đồng hết bác ạ. Đồng hết bác nhé. Số 2 2,8 triệu. Đồng hết ạ. Số thứ tự là số thứ 3. Số thứ 3 là cả bộ tam đa bằng đồng. Phúc Lộc Thọ đây. Phúc Lộc Thọ nhé. Phúc Lộc Thọ để bằng đồng. Đây Phúc Lộc Thọ này. Phúc này, Lộc Thọ bằng đồng. Bộ 3 này nhé. Còn có Phúc này. Phúc đây, Phúc Lộc Thọ này. Đấy. Combo số thứ tự là số 3, 2,6 triệu cả bộ. 2,6 triệu cả bộ Phúc Lộc Thọ này. Những cái đồ chơi như này các bác mua về nó là vĩnh viễn, là vĩnh cửu. Không bao giờ hỏng. Không có mối mọt, không bao giờ hỏng luôn. Đây là những đồ đồng vĩnh cửu luôn. Vĩnh cửu. Đấy. Phúc Lộc Thọ, Thọ đây. Đấy, cầm quả đào này. Đó. Tất cả đều được đúc bằng đồng vậy. Có chiều cao nó tầm khoảng 25. Ba con này nó phải mấy cân ấy, 3 cân đồng.
khúc Lộc Thọ này số thứ tự cả bộ này là số thứ tự là số 3, mức giá 2,6 triệu cả bộ. Ok được quá, em để luôn ra đây thì đỡ phải. Số 3. Em vào số 4 lần lượt đi. Số 4 đây là cái gì đây? Số 4 đây là chữ đồng tử cưỡi trâu à, đọc sách à hay là cái gì? Em chịu. Bó tay, có nhìn chưa? Số 4 giá 1,9 triệu. Nên chữ được từ đọc sách này, quyển sách cái cài sừng trâu này. Này, sừng trâu đúc bằng đồng tất. Chiều dài nó tầm khoảng độ 25-26. Số 4 mức giá 1,9 triệu. Này. Đấy. Học khách đấy, cưỡi trâu còn học này các bác. Đầu tư cưỡi trâu. Đây. Có ấn ở dưới luôn nhé. Thì đầu tư cưỡi trâu. Con này số thứ tư là số 4. Đây là cảnh trúc cảnh gì đây? Đấy, bác nào tuổi trâu đây, rước về. Từ cái châu số 4 giá 1,900,000. Số 5 này. Đây. Con cua này ngồi trên một thỏi tiền vàng. Đây vàng. Những cái này các bác quét đi nhá. Này. Toàn đồng hết thôi. Tất cả bằng đồng hết ạ. Em quay lại này xem cho các bác nó có rõ hơn, nó sáng hơn cho các bác. Đó. Bằng đồng hết đấy. Chưa. Cua tất cả đều đúc bằng đồng, con cua nằm trên một thỏi tiền vàng này. Tiền xu vàng rất là nhiều nhá, thỏi tiền vàng và hai càng thì cặp đồng tiền xu. Số thứ tự là số 5, 900k con cua này nhá. Tài lộc cho các bác đấy, 900k. Cua đồng. Cua tiền vàng. Cua cặp tiền vàng nhá, 900k. Đấy là với số 5. Số 6 đâu? Đây, số 6 là một đại bàng. Đại bàng được đậu trên một cái mỏ núi cao dưới cây gốc cây tùng, trên tán cây tùng. Tùng bách đây là thể hiện mỏ núi này. Đấy. Ấn này, tất cả đều đúc bằng đồng hết. Đại bàng này có chiều cao nó tầm khoảng độ đây, gần 30. Gần 30. Đấy. Tất cả đều đúc bằng đồng hết. Đại bàng này xếp số thứ tư là số 6, mức giá là 1,6 triệu. Đấy, có nhìn đi. Này, đồng oxit này. Nó lên những cái rêu xanh này nó giá trị lắm. Này. Nhìn chưa? Những cái nào lên xanh thì nhìn thích không? Đấy. Đây là cây tùng của thụ. Đại bàng đứng trên núi đây. Dạ. Số thứ tự là số 6, mức giá 1,6 triệu. Sang mới lại số 7. Đó là gì lạc. Úi giời ơi, cười hoan hỉ chưa ạ? Cụ cười rất hoan hỉ. Tay cầm thỏi vàng nhé. Cười rất hoan hỉ. Bình tông. Số 7 này mức giá 1,9 triệu. Duy Lạc nhé. Duy Lạc này, có nhìn chưa? Làm cười rất là hoan hỉ luôn. Chiều sai chiều ngang nó tầm khoảng độ 28. Đây, tính từ chân này 26-28 rồi đấy. Bằng đồng hết ạ. Tất cả đều bằng đồng. Và đồng vốn đồng vàng. Số thứ tự là số 7. Mức giá 1,900,000 ạ. Thấy chưa? Quá đẹp cho bác luôn nhé. Sang số 8 với cặp bình tiếp tục này. Số 8 với cặp bình này. Số 8 với cặp bình xem nào. Em nhìn xem là bao nhiêu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 luôn. Số 8. Ôi, cái số đẹp thế nhỉ. Số 8 này. Cạnh của nó 8 cạnh luôn. Số thứ tự số 8. Mãi lộc 2,6 triệu một đôi bình này. Tất cả các này, các ô này được họa tiết. Đây con gà này, con cá chép này, đại bàng này. Đấy, đây là anh hùng tương ngộ này. Đấy, con hạc con gì đây này, con gà này. Đấy, báo cáo các bác là biểu tượng hết. Một đôi bình này, một đôi bình này. Số thứ tự là số 8, mức giá 2,6 triệu một đôi này. Bán đồng các bác sắp được cái rồi nhé. Bán đồng các bác sắp được tiền, giá tiền đấy rồi. Một đôi bình này đôi thứ tự là đôi số 8, giá 2,6 triệu. Đôi số 9, giá 1,6 triệu. Đôi bình Long Phúc. Ấy,
cái này nó là đồ vĩnh cửu các bạn. Đồ này đồ vĩnh cửu rồi. Đôi này đôi số 9 và đôi bình long phụng có chiều cao 20 nhé. Đúc bằng đồng hết. Đồng đồng quá đẹp luôn. Nhìn chưa? Một đôi này đôi số 9 có mức giá là 1,6 triệu đôi bình này. Đôi bình này gọi là đôi bình long phụng nhé. Long phụng đây. Đây cái này là cái long này, cái này phụng này, long phụng. Đôi long phụng đi với nhau. Đấy, 1,6 triệu một đôi này. Đúc đồng hết ạ. Và cuối cùng là cái số 10. Đó là tháp bút văn xương, tháp bút văn xương. Thì đây là tháp, còn bên này ống này là ống để bút. Số 10 giá 900k cái tháp bút văn xương này. Đôi 4 6 8 9 tháp luôn nhá. 9 tháp. 9 tháp luôn ạ. 9 tháp, đây là tháp bút văn xương. Tháp bút văn xương này đây là để bút này. Tháp bút văn xương. Đây cả bút này. Số thứ tự là số 10, mức giá 900k, tháp bút văn xương. Đồng. Rồi bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.